Cảm ơn Chúa cho buổi sáng ngày hôm nay. Sách Ê Díp Tô Ký chương 10. Cầu xin Đức Thánh Linh ngài soi dẫn cho chúng con. Xin Chúa ngài làm sống lời ngài cho chúng con. Chúng con dâng lời cảm ơn ngài. Cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Câu 1 đến câu 6. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy đi đến Pharaon, vì ta đã làm rắn lòng người vào lòng quần thần, để làm cho các dấu lạ của ta tỏ ra giữa họ. Hầu cho ngươi thuật cùng con và cháu mình những công việc to tát ta đã làm trên đất Ai Cập, các dấu lạ ta đã làm giữa vòng họ, đặng các ngươi biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. Môi-se và A-rôn bèn đi đến Pharaon mà tâu rằng: Giê-hô-va là Đức Chúa Trời dân Hebrew có phán như vậy: Ngươi không chịu hạ mình trước mặt ta cho đến chừng nào? Hãy tha dân ta đi để chúng nó hầu việc ta. Nếu từ chối không cho dân ta đi, này, ngày mai ta sẽ sai cào cào đến địa phận ngươi. Nó sẽ phủ rợp trên mặt đất, người ta chẳng còn thấy đất nữa. Nó sẽ cắn xả những vật chi còn lại, tức vật nào trận mưa đá còn chừa lại. Nó cũng cắn xả những cây mọc ngoài đồng ruộng các ngươi, vào đầy cung điện ngươi, dinh thất của quần thần ngươi, và nhà cửa của người Ai Cập. Ấy là điều tổ phụ ngươi đến đỗi thủy tổ ngươi cũng chẳng bao giờ thấy từ khi họ đã có trên mặt đất cho đến ngày nay. Đoạn Môi-se xây mặt lui ra khỏi Pharaon. Đức Chúa Trời bảo Môi-se đưa ra một lời cảnh báo khác đến cho Pharaon: Vì ta đã làm rắn lòng người. Ở đây Chúa nói rằng ngài đã làm cứng lòng Pharaon. Nhưng ở trong suốt chương 9 câu 34 lại nói rằng Pharaon đã cứng lòng mình, đã rắn lòng lại. Cả hai đều đúng. Và cái này không phủ nhận cái kia. Khi làm cứng lòng Pharaon, Đức Chúa Trời đã cho phép ông có được điều mong muốn trong tội lỗi, tức là ghi mài và giống như tiếng Việt mình gọi là phóng lao thì theo lao đấy, và say mê ở trong đó. Một tấm lòng cứng cỏi chống lại Chúa và dân sự ngài. Hầu cho ngươi thuật cùng con cháu mình những công việc to tát ta đã làm trên đất Ai Cập. Công việc của Đức Chúa Trời không chỉ vì lợi ích của thế hệ Môi-se và A-rôn, nó cũng dành cho con và cháu ngươi. Đức Chúa Trời làm những công việc quyền năng giữa chúng ta để chúng ta có thể kể lại và truyền lại đức tin cho thế hệ mai sau. Ngươi không chịu hạ mình trước mặt ta cho đến chừng nào? Đi vào trọng tâm của vấn đề, Đức Chúa Trời cảnh báo Pharaon phải hạ mình, nếu không thì tai vạ châu chấu cào cào tồi tệ nhất chưa từng thấy sẽ ập đến trên Ai Cập. Sự kiêu ngạo là trọng tâm của vấn đề Pharaon. Ông chỉ đơn giản là không muốn phó thác vào Chúa. Đó là câu hỏi quan trọng mà Đức Chúa Trời sẽ hỏi bất cứ ai. Ngươi không chịu hạ mình trước mặt ta cho đến chừng nào? Nếu như chúng ta muốn biết ý của Chúa đấy. Câu 7 cho đến câu 11. Quần thần Pharaon tâu rằng: Đến chừng nào người này mới thôi gài bẫy ta? Hãy tha dân ấy đi để chúng nó hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng nó. Bệ hạ há chưa biết rằng nước Ai Cập đã bị nguy vong sao? Họ bèn truyền đòi Môi-se và A-rôn trở lại cùng Pharaon. Người nói rằng: Hãy đi hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Hết thảy những ai là người phải đi? Môi-se tâu rằng: Chúng tôi đi sẽ đem nam phụ lão ấu và chiên bò theo, vì về phần chúng tôi ấy là một lễ của Đức Giê-hô-va. Pharaon bèn nói rằng: Cầu xin Đức Giê-hô-va ở cùng ngươi. Hồ dễ ta cho các ngươi cùng con cái đều đi sao? Không, quả thật, không cho đâu. Vì các ngươi có mưu ác, không được vậy đâu. Chỉ các ngươi là đàn ông phải đi hầu việc Đức Giê-hô-va. Vì là điều các ngươi đã xin. Đoạn họ bèn đuổi Môi-se và A-rôn khỏi trước mặt Pharaon. Những quần thần của Pharaon thì đến tâu Pharaon rằng: Đến chừng nào người này mới thôi gài bẫy ta? Đó là những quần thần, những người được gọi là tôi tớ của Pharaon. Mà trước đây ấy, ở trong chương 9 câu 34 nói rằng họ cũng đã làm cứng lòng mình. Tuy nhiên ngay cả họ thì giờ cũng đã buông xuôi khi mà sự hủy diệt đến với Ai Cập. Nhưng mà lòng của Pharaon vẫn càng cứng hơn. Ai là những người phải đi? Pharaon muốn mặc cả với Chúa và với Môi-se. Ông ta muốn cho phép một số người vào đồng vắng để thờ phượng, nhưng giữ phụ nữ và trẻ em lại làm con tin. Pharaon đã đưa ra một thỏa hiệp, giống như trong chương 8 câu 25-26: Hãy đi dâng tế lễ Đức Chúa Trời các ngươi ở trong xứ Ai Cập. Môi-se bác bỏ thỏa hiệp đó và cũng sẽ bác bỏ cái thỏa hiệp lần này. Đức Chúa Trời sẽ không mặc cả điều này bởi vì ngài không cần phải làm vậy. Lần này và bất cứ lần nào cũng vậy, Chúa nắm giữ mọi đòn bẩy của sự thương lượng. Điều mà Pharaon muốn là điều mà nhiều người trong chúng ta muốn trong xác thịt,
tìm cách, tìm đường để nhượng bộ Đức Chúa Trời, để khiến Đức Chúa Trời nhượng bộ, mà chúng ta tránh để làm sao không hoàn toàn đầu phục Ngài được thì tốt. Đôi khi chúng ta tìm cách để mặc cả với Đức Chúa Trời như ngang hàng vậy. Bởi vì mình là con cưng mà, mình là được Chúa cưng, mình được Chúa yêu. Cho nên chúng ta vì thiếu sự dạy dỗ, chúng ta mặc cả giống như ngang hàng. Nhưng mà khi thi hành làm theo điều răn ấy, thì lại không. Thay vì đầu phục Ngài, cái điều cần ấy đó là chúng ta cần đầu phục Ngài. Làm theo là Chúa, là đấng cứu chuộc của chúng ta. Khi Môi-se lần đầu tiên gặp Pharaoh, thì Pharaoh nói, Jehovah là ai mà trẫm phải vâng lời người để cho Israel đi? Chương 5 câu 2. Việc Pharaoh vẫn không chịu đầu phục Chúa cho thấy rằng ông vẫn chưa biết Đức Giê-hô-va là ai. Thực tế là Chúa, là Đức Chúa Trời, đã làm rõ ràng rằng là Đức Chúa Trời Ngài vĩ đại hơn thần Khnum, vị thần canh giữ sông Nin. Ngài vĩ đại hơn thần Hapi, vị thần của sông Nin. Ngài vĩ đại hơn cả thần Osiris, vị thần mà có dòng máu chảy trong mình, đó chính là dòng sông Nin. Sông Nin bị chảy máu. Ngài lớn hơn nữ thần Heket, nữ thần ếch ấy, thần đầu ếch, tượng trưng cho thần sinh sản. Ngài lớn hơn nữ thần Hathor, một nữ thần bảo mẫu, thánh mẫu, giống bò. Ngài vĩ đại hơn cả thần Imhotep, mệnh danh là thần y học. Ngài vĩ đại hơn nữ thần Nut, đó là nữ thần bầu trời, mà hôm qua chúng ta có xem ấy. Và Ngài có thể ngăn chặn toàn bộ sự thờ phượng của các vị thần Ai Cập bằng những con rận, những bầy côn trùng cào cào đáng gớm ghiếc mà thôi. Bất chấp tất cả những điều này, Pharaoh cho thấy ông vẫn không biết hay là không muốn biết Chúa là Đức Chúa Trời. Vì vậy, Chúa sẽ chỉ cho Pharaoh thấy nhiều hơn. Câu 12 đến 14. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng, hãy giơ tay ngươi ra trên xứ Ai Cập, đặng khiến cào cào tràn lên xứ đó, cắn xả rau cỏ và mọi vật chi trên đất, mưa đá còn chừa lại. Vậy, Môi-se bèn giơ gậy mình ra trên xứ Ai Cập, thì Đức Giê-hô-va dẫn ngọn gió đông thổi trên xứ suốt ngày và đêm đó. Qua sáng mai, gió đông đã dẫn cào cào đến. Cào cào tràn lên khắp cả xứ Ai Cập và sa xuống trong địa hạt xứ ấy nhiều vô số. Trước kia chẳng bao giờ có bằng số đó, sau này cũng chẳng hề sẽ có bằng như vậy. Đức Giê-hô-va cho thấy Ngài vĩ đại hơn thần Dết của Ai Cập. Thần Dết được coi là vị thần bảo vệ mùa màng. Câu 15. Cào cào bao phủ khắp mặt đất của cả xứ và xứ thành ra tối tăm. Cắn xả các rau cỏ ngoài đồng cùng trái cây mà mưa đá còn chừa lại. Trong khắp xứ Ai Cập chẳng còn chút xanh tươi chi cho cây cối hay cho rau cỏ ở ngoài đồng ruộng nữa. Đức Chúa Trời đã làm cho Pharaoh những gì Ngài sẽ làm cho cuộc đời chúng ta. Vạch trần và lật đổ mọi thần giả mạo. Khi chúng ta tin tưởng vào những vị thần không phải là thần này, chúng ta sẽ rất đau lòng khi thấy các vị đó gục ngã. Nhưng tốt nhất là chúng ta nên để các vị thần giả mạo đó phải bị phơi bày ra. Câu 16 đến 20. Pharaoh vội đòi Môi-se và Aaron đến mà phán rằng, trẫm đã phạm tội cùng Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi và cùng các ngươi nữa. Nhưng bây giờ xin xá tội cho trẫm lần này. Và hãy cầu dùm Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi, hầu cho ít nữa Ngài khiến xa trẫm cái vạ chết này. Môi-se bèn lui ra khỏi Pharaoh và khẩn nguyện Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va dẫn ngọn gió Tây đến rất mạnh, đem cào cào đi đuổi xuống biển đỏ. Khắp địa hạt Ai Cập chẳng còn một con cào cào nào. Nhưng Đức Giê-hô-va làm cho Pharaoh cứng lòng, người chẳng tha dân Israel đi. Pharaoh đã làm điều tương tự giống như trong chương 9, câu 27 đến 28. Ông ta nói những lời ăn năn nhưng không làm theo. Trái tim của ông chỉ cứng lại hơn sau khi Đức Chúa Trời nhượng bộ và tỏ ra sự nhân từ. Một lần nữa, sự thú nhận tội lỗi một cách dễ dàng và sự ăn năn bề ngoài chỉ xuất phát từ mong muốn là muốn ngăn chặn hậu quả của tội lỗi đừng tệ hơn. Và cái điểm này chúng ta nên lưu ý. Nhiều khi chúng ta ăn năn là vì sợ. Như vậy thì cái động cơ đằng sau ấy là không phải vì biết rằng Chúa buồn, mà chúng ta ăn năn vì sợ hậu quả. Chúng ta biết rằng nó có sự báo trả thì chúng ta ăn năn, và đức tin đó là bằng cái đầu và lý trí, không hơn đức tin của Pharaoh. Pharaoh cũng ăn năn. Và chúng ta thấy cái câu 20 ấy là nói rằng Đức Giê-hô-va làm cho Pharaoh cứng lòng. Cho nên nếu như ấy mà chúng ta ăn năn mà động cơ vì sợ, vì muốn mình được phước và muốn mình được trọn vẹn ấy,
mà không hiểu được bản chất ấy, đó là sự ăn năn, đó là vì làm buồn lòng Chúa và là vì không được giống như Chúa, và đó chính là bông trái của Đức Thánh Linh. Và chúng ta đã hiểu, nếu mà như vậy thì cũng sẽ bị hiểu sai về bông trái Thánh Linh. Không phải là nói nhiều thì nó có, mà nó xuất phát từ sự xưng nhận ở trong lòng. Đứa con trai hoang đàng ấy, trước khi nói với cha, con đã phạm tội với trời và với cha, thì nó đã thổn thức ở trong lòng nhiều, nó nhận biết ở trong lòng, nó đã có tiếng nói kêu lên từ trong lòng, và tiếng nói đó to hơn tiếng nói bên ngoài. Vì vậy cho nên nếu chúng ta lưu ý, Pharaoh không hề nghĩ về tội lỗi của mình, chỉ mở miệng ra nói với Môi-se, có nghĩa là lòng Pharaoh không bao giờ vang lên sự ăn năn, giống như đứa con trai hoang đàng. Và như vậy thì Chúa càng làm cho lòng của Pharaoh cứng. Và đó là một loại đức tin mà không ngoại trừ những người tin Chúa, những cơ đốc ngày nay. Từ đó dẫn đến sự giả hình, dẫn đến sự Chúa nói rằng ta sẽ nhả ra. Bởi vì là biết hết luật của Chúa, nói rất là hay, nhưng mà cái lòng nó càng cứng lại. Lý do ấy, Giê-xu trả lời ở trong Ma-thi-ơ 24, bởi vì tội lỗi ngày cuối cùng này nó càng gia tăng, cho nên tình yêu trong lòng mỗi người đều nguội dần, nó vô cảm nhiều hơn. Chúng ta xem tiếp vào trong câu 21 đến 23. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng, hãy giơ tay ngươi lên trời, hầu cho trên xứ Ai Cập có sự tối tăm dày đến nỗi người ta rờ đụng đến được. Vậy Môi-se giơ tay mình lên trời, bèn có sự tối tăm rất dày trong 3 ngày tại xứ Ai Cập. Trong 3 ngày đó người ta không thấy nhau được, không ai nhớm khỏi chỗ mình được, nhưng trong chốn dân Israel ở thì có ánh sáng cho họ. Đây là tai vạ thứ 9, bóng tối dày đặc. Tai vạ này đến mà không có báo trước. Chúa phán, Chúa nói với Môi-se là hãy giơ tay ngươi lên trời, hầu cho trên xứ Ai Cập có sự tối tăm. Giống như mô hình với các tai vạ trước đó, lần thứ 3 ở trong bộ 3 này, tai vạ đến mà không báo trước. Sự tối tăm dày đặc đến nỗi người ta rờ đụng đến được. Đây không phải là bóng tối bình thường. Nó có một yếu tố siêu nhiên có thể cảm nhận được. Ánh sáng không chỉ là một tài sản vật chất, nó là một khía cạnh của đặc tính của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là sự sáng và trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. Một Giăng chương 1 câu 5. Ở trong sự phán xét, Đức Chúa Trời có thể rút lại sự hiện diện của Ngài. Nó gần như tuyệt đối. Đến nỗi cái khoảng trống còn lại đó là chỉ là bóng tối, mà thậm chí có thể rờ đụng được. Đó là những cái gì của Đức Chúa Trời mà chính người Ai Cập không biết, người dân không biết, họ không hề thờ phượng. Thì những gì được gọi là sự sáng của Chúa, Ngài rút đi hết. Chúng ta nhớ trong Công vụ chương 17, sứ đồ Phao-lô nói, khi dân ngoại chưa biết Chúa mà Ngài vẫn ban phước cho mọi người, mà người ta vẫn kêu trời đấy, thì các dân ấy tuy không biết Chúa, nhưng mà Đức Chúa Trời vẫn ban phước. Thì ở đây ấy, khi mà nói rút ánh sáng đi và chỉ còn lại bóng tối thôi, là Chúa quay mặt hoàn toàn. Có vẻ như thậm chí Chúa không còn cho phép các nguồn sáng nhân tạo hoạt động nữa. Tức là những cái nguồn sáng đó nó cũng là như tăm tối vậy. Ánh sáng cũng trở nên như tăm tối vậy. Người Ai Cập ấy đã cố gắng sử dụng nến và đèn, nhưng không thể tạo ra được ánh sáng. Đây là điều lạ. Đây là một sự thể hiện ấn tượng về sự vĩ đại của thần ra nổi tiếng của Ai Cập, mà người Ai Cập họ thờ đó là thần mặt trời. Nó, vị thần này đây là một vị thần mà họ tôn thờ, một trong những cái vị thần rất là ấn tượng và vĩ đại. Nhưng qua đây ấy, thì là một cái sự mà đánh hạ vị thần ánh sáng này, gọi là thần mặt trời, thần ra đấy. Nhưng ấy, điều kỳ lạ là nơi dân Israel ở thì có ánh sáng cho họ. Chúng ta biết đây là vì Đức Chúa Trời đã giữ họ ở trong cái tai vạ này, đã làm một sự tách biệt, là một sự phân rẽ, bởi vì Đức Chúa Trời ban cho họ sự hiện diện độc nhất của Ngài, mang đến một ánh sáng siêu nhiên. Và đây không phải là giống như là nhật thực hay là nguyệt thực nhé, mà ánh sáng tự nhiên mất. Câu 24. Pharaoh bèn đòi Môi-se mà phán rằng, hãy đi hầu việc Đức Giê-hô-va, con trẻ các ngươi đi theo nữa, chỉ bầy chiên và bò ở lại thôi. Với điều này Pharaoh đã đưa ra lời đề nghị cuối cùng của mình cho Môi-se. Không còn nghi ngờ gì nữa, Pharaoh cảm thấy Đức Chúa Trời giống như là một ông thần khó mặc cả, đối với Chúa không mặc cả được. Pharaoh vẫn xem mọi thứ trong mọi sự ấy, mình với tư cách là một người ấy, nghĩ rằng mình có thể ngang hàng mặc cả được với đấng tạo hóa. Điều này cho thấy rằng ông ta vẫn chưa thực sự biết Chúa là Đức Chúa Trời của Israel, bởi vì ông vẫn chưa đầu phục Ngài. Câu 25, câu 26.
Nhưng Môi-se tâu rằng chính bệ hạ hãy cấp cho chúng tôi các con sinh vật và vật chi dùng làm của lễ thiêu dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi. Các bầy lục súc sẽ theo chúng tôi nữa, không còn để lại một móng chân nào, vì chúng tôi sẽ dùng mấy con thú đó mà hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi. Chúng tôi biết vật chi dùng để thờ phượng Đức Giê-hô-va chỉ khi nào sẽ đến nơi đó. Chúa là Đức Chúa Trời, nhà tiên tri Môi-se đại diện cho Ngài, hoàn toàn không muốn thỏa hiệp về những điểm này. Đức Chúa Trời muốn sự giải cứu cho toàn thể dân Israel và tất cả những gì thuộc về Israel, và không muốn nhượng bộ kể cả ở điểm này. Điều này nói lên cái phản ứng của Đức Chúa Trời đối với mọi nỗ lực mà chúng ta thực hiện để đầu phục ít hơn, gọi là đầu phục chút chút thôi cho Ngài. Tức là Chúa sẽ phản ứng rất là rõ ràng, như đối với Pharaoh như thế nào. Hoặc là bằng lòng để lại một số điều trong sự trói buộc. Nhưng mà Môi-se nói không còn để lại một móng chân nào. Đấy là ý muốn của Chúa. Khi đi thờ phượng Chúa đấy, là tất tần tật, kể cả móng chân của súc vật thuộc về cũng không có để lại một móng chân nào nữa. Nhưng Đức Giê-hô-va làm cho Pharaoh cứng lòng, nên người không khứng cho dân Israel đi. Pharaoh nói rằng, hãy lui ra khỏi ta cho rảnh, khá giữ mình đừng thấy mặt ta nữa. Vì ngày nào ngươi thấy mặt ta thì sẽ chết. Môi-se bèn nói rằng, bệ hạ nói phải lắm, tôi chẳng hề thấy mặt bệ hạ nữa đâu. Và trong cái chương này chúng ta thấy đây là lần thứ ba nói về sự Đức Giê-hô-va làm cho Pharaoh cứng lòng. Trong cơn bực tức, Pharaoh đã ra lệnh cho Môi-se ra ngoài và bảo ông đừng bao giờ quay lại. Môi-se bảo đảm với Pharaoh rằng điều này sẽ không xảy ra nữa. Nhưng đây nó không phải là tin tốt lành cho Pharaoh. Chúng ta thấy tấm lòng của Pharaoh đại diện cho sự ăn năn bằng lý trí, ăn năn bằng cái đầu, ăn năn được lợi cho mình, bớt cái hậu quả của tai nạn. Và một tấm lòng như vậy ấy, thì nó giống như đất sét. Đất sét ấy mà càng gần với nóng ấy, thì nó càng cứng. Càng để ra chỗ mặt trời, càng nóng ấy, thì nó càng cứng lại, nứt nẻ ra. Nó nứt nẻ ra, khô cứng. Nhưng mà một tấm lòng ăn năn tan vỡ thật, giống như của đứa con hoang đàng ấy, thì nó giống như sáp, giống như nến. Để ra trước mặt trời thì nó tan chảy. Và đây chỉ là thay đổi một chút thôi. Nghĩa là sao? Nghĩa rằng ấy, đó là ăn năn ở trong lòng, kêu lên ở trong lòng. Cho nên chúng ta hãy lưu ý cái điều này. Đây là đặc điểm của người được sinh lại và tái sinh. Và kẻ thù ấy, nó muốn cướp cái điều này đi. Nó muốn cho chúng ta ăn năn giống như Pharaoh, giống như vua Saul. Nó muốn cho chúng ta ăn năn giống như Balaam. Trận đánh nó nằm tại chỗ này, chứ không phải là nằm tại chỗ chúng ta nói nhiều lời ăn năn hay không. Chúng ta có ngày đêm, tiếng kêu nó có thổn thức, nó có sưng tấy, nó có buồn, cái nỗi buồn của Chúa giống như đứa con hoang đàng hay không. Người cha thì đứng nơi cửa mà chờ đứa con về. Buồn rồi. Nhưng mà đứa con ấy đợi đến lúc đó nó mới tỉnh ngộ, nó mới bắt sóng được cái nỗi buồn của cha. Tại sao ta lại như vậy? Ta vốn là con của cha mà ta không muốn như thế này nữa. Ta muốn quay về. Nó chạm được cái nỗi buồn của cha, bắt sóng được. Thì cái nỗi buồn của Đức Chúa Trời vì những đứa con hư mất, vì những đứa mà có thể là ban đầu đến với Ngài, nhưng mà sau đó mất tình yêu ban đầu, vì những sự lạc mất ấy, người cha vẫn đang chờ. Và Chúa nói rằng ấy, kìa, ta giơ tay ra cả ngày hướng về một dân bội nghịch. Đó là dân của Ngài. Pharaoh ấy bây giờ thì đã vượt qua ngoài cái ý nghĩ, suy nghĩ bình thường và Đức Chúa Trời đã không còn lý luận với ông. Điều này kết thúc câu chuyện về 9 tai vạ. Mặc dầu vẫn còn một tai vạ chưa xảy đến là tai vạ giáng trên con đầu lòng. Nó độc đáo đến mức phải dành riêng ra cho một chương. Kinh Thánh cho chúng ta biết có một số lý do tại sao Đức Chúa Trời giáng những tai vạ này đến Pharaoh và Ai Cập. Để trả lời cho câu hỏi của Pharaoh, Chúa Giê-hô-va là ai? Chương 5 câu 2. Trong những tai vạ, Đức Chúa Trời đã cho thấy chính Ngài vĩ đại hơn bất kỳ vị thần nào của Ai Cập mà không phải là thần. Để thể hiện quyền năng của Đức Chúa Trời qua Môi-se, trong chương 9 câu 16. Nhưng vì cớ này ta để ngươi còn sống, là cho ngươi thấy quyền năng của ta, hầu cho danh ta đồn khắp cả thiên hạ, để làm chứng cho con cái Israel, cho các thế hệ tương lai. Ở trong câu 2, này, hầu cho ngươi thuật cùng con và cháu mình những công việc to tát ta đã làm trên dân Egypto, các dấu lạ ta đã làm giữa vòng họ, để phán xét các thần giả mạo, những thần không phải là thần, là những tà linh, những quỷ của Ai Cập. Chúng ta sẽ xem ở trong chương 12, câu 12.
Chúa nói rằng ta sẽ đoán xét các thần của xứ Ai Cập, hay là trong Dân Số Ký chương 33 câu 4, Đức Giê-hô-va đã đoán xét các thần của chúng nó. Để cảnh báo các quốc gia hơn 400 năm sau, người Philippines nhớ đến Chúa là Đức Chúa Trời của Israel, là đấng đã gây tai họa cho người Ai Cập. Trong 1 Sa-mu-ên chương 4 câu 8, khốn nạn cho chúng ta thay, ai sẽ giải cứu chúng ta khỏi tay các thần quyền năng dường ấy? Ấy là các thần đó đã hành hại dân Ai Cập đủ các thứ tai vạ ở trong đồng vắng. Và đó là bằng chứng, công việc Chúa đã là những bằng chứng về sự vĩ đại của Đức Chúa Trời đối với dân Israel. Ở trong chương 15 câu 11, hỡi Đức Giê-hô-va, trong vòng các thần có ai giống như Ngài? Trong sự thánh khiết, ai được vinh hiển như Ngài, đáng sợ, đáng khen, hay làm các phép lạ? Và trong Phục Truyền chương 4 câu 34, hay là Đức Chúa Trời há có cậy, lấy sự thử thách dấu kỳ điềm lạ chiến tranh, cánh tay quyền năng giơ thẳng ra, cùng cậy công sự to tát và ghê gớm, đặng thử đi chiếm một dân tộc cho mình ở giữa một dân tộc khác, như mọi điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã làm cho các ngươi tại xứ Ai Cập dưới mắt mình chăng? Chúng ta thấy qua đây chúng ta học được con đường của Chúa, con đường mà Chúa đi và con đường mà Ngài dẫn dân sự đi. Và qua đó chúng ta thấy, chúng ta học được đó là con đường Ngài dẫn chúng ta đi. Chúng ta học cụ thể hơn thế nào là sự kính sợ Chúa. Chúng ta học được cụ thể hơn thái độ tâm lòng của mình những lúc một mình đối với Chúa. Đó chính là những suy nghĩ, những suy tư, những tư tưởng, những tiếng nói trong lòng của chúng ta. Nó quan trọng như thế nào? Và chúng ta học được cái cách ăn năn hay là cái kiểu ăn năn của Pharaoh. Mà trong Kinh Thánh hôm qua chúng ta có nêu ra có 8 lời xưng tội, thì 5 lời thú tội là của sự lý trí. 5 lời thú tội đó dẫn đến một hậu quả đều không tốt, đều không được chấp nhận. Nhưng mà chỉ có 3 lời xứng nhận ăn năn ấy, là đẹp lòng Chúa. Và hơn nữa là càng ăn năn bằng cái đầu ấy, thì giống như Pharaoh đây thì tai vạ nó càng ập đến. Và trận đánh ở đây là kẻ thù ấy, khiến cho dân sự Chúa nhiều khi trong tình trạng hâm hẩm lại càng trượt theo, lại càng thích nghe những lời êm tai, những lời nói, những lời hứa suông, những lời tiên tri hão mà không phải chú phán, không dẫn mà không muốn đến với nỗi buồn của Đức Chúa Trời. Tại nơi thập tự giá mà lời trong cựu ước báo trước, ta giơ tay ra cả ngày hướng về một dân bội nghịch. Chúng ta đang sống ở trong một thời kỳ mà làn sóng của tội lỗi gia tăng, sự vô cảm gia tăng. Và dường như ấy, Pharaoh ấy, nó ở đâu đó. Đó là linh Antichrist ấy. Nó xuất hiện ló dạng ở đâu đó. Mà Antichrist cũng ăn năn, giống như Pharaoh ấy. Có nghĩa rằng là cũng sẽ ăn năn trước mọi người để cho thấy. Hôm nay chúng ta đã học và đã thấy, cho nên đừng quên điều này. Bất kỳ một con người nào có ấn tượng là lãnh thủ, đứng đầu quốc gia, hoặc bất kỳ một ai, thậm chí cả mục sư hay là ai đó, thì cái lời ăn năn nó sẽ không ấn tượng khi chúng ta nghe. Nó chỉ ấn tượng khi Chúa nghe. Và đó là lý do mà Đức Chúa Trời làm cứng lòng Pharaoh, để chúng ta hiểu. Nó không hề ngược với sự nhân từ, bản chất nhân từ của Đức Chúa Trời đâu. Nhưng bởi vì Pharaoh đã phóng lao theo lao, đã ghi mài, Chúa cho ánh sáng có cơ hội tỏ mở ra, chiếu sáng để đầu phục. Nhưng mà đất sét lại càng cứng hơn chứ không phải là sát. Cho nên đó là ý nghĩa là Đức Chúa Trời làm cho cứng lòng. Đức Chúa Trời làm cho sát càng mềm ra, nhưng mà giống như đất sét nó càng cứng lại. Vì vậy cho nên chúng ta hiểu cái nghĩa là Đức Chúa Trời làm cho cứng lòng Pharaoh, là bởi vì Pharaoh đã chọn như vậy. Hay là bởi vì giống như ngày nay, hay là trong như Khải Huyền ấy, là hội thánh Laodice, những người đó hâm hầm họ đã chọn như vậy. Họ nghĩ rằng mình giàu có, mình đủ rồi. Mình không cần chi nữa, kể cả ăn năn cũng đủ rồi. Cũng đủ vốn ăn năn rồi. Nghĩ rằng có bông trái thánh linh, mà đó chỉ là lá vả thôi. Xin Chúa cứu chúng ta. Xin Ngài mở mắt và soi dẫn. Xin Ngài chiếu sáng. Xin Đức Giê-hô-va thắp ngọn đèn tôi, Ngài soi sáng trong nơi tối tăm tôi. Và chúng con cần ánh sáng của Chúa Giê-xu, giống như trong Giăng chương 8 câu 12 biết dường nào. Xin ánh sáng chiếu cho chúng con, và cho chúng con được tương giao thật với Ngài, hơn cả trong sự cầu nguyện nữa. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin cho chúng con được ân điển, được Ngài gọi là dân sự Ngài, và được quay trở lại với Ngài. Xin cho chúng con được đứng ở trong hàng những người được đóng ấn, được đóng dấu
giống như trong Khải Huyền, đó chính là những sự ghi khắc vào trong trái tim, trong tấm lòng. Thay cho chúng con tấm lòng bằng đá, bằng tấm lòng bằng thịt, chúng con sẽ biết ơn Chúa. Chúng con muốn dâng sự ca ngợi, sự cảm tạ từ nơi đáy lòng mình. Và Chúa, đấng tể trị, đấng toàn năng, chúng con xin Ngài thương xót.